Rồi, xin chào quý các bạn, xin chào bà con. Thì bữa nay Duy đã trở lại với kênh Thủy Sản Yến Duy chia sẻ về một chủ đề. Trong thời gian gần đây thì có một cái bước tiếp theo, đó là hôm nay thì chúng ta đối diện ở miền Nam mình đó, đối diện mưa rất là nhiều và chắc chắn một điều vài ngày nó sẽ nắng lại, và hay là một hai ngày nay bắt đầu là mưa nhiều thì bắt đầu là nắng lại và nắng rất nhiều. Thì một cái vấn đề mà sau khi mưa một thời gian dài và nắng lại thì tôm mình sẽ gặp vấn đề rất là nhiều, và Duy sẽ chia sẻ một số chỗ để chúng ta ngăn chặn được trước cái bẫy tôm mình xảy ra vấn đề, và những tình trạng mà khi mà sau những giai đoạn mà mưa dầm thì nắng lại thì tôm nó sẽ gặp phát sinh rất nhiều vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề về môi trường rất là nhiều. Và chính vì cái vấn đề môi trường nhiều thì bắt đầu là mới cái vấn đề là về sanh bệnh cho con tôm, hay là ở một số tỉnh ở miền Bắc như một số khách hàng mà Duy thấy được thì ở miền Bắc hay là miền Trung hiện tại thì nắng rất nhiều. Thì Duy sẽ phân tích một số vấn đề khi mà tôm mình nó gặp vấn đề ở trên mùa nắng, và nó sẽ gặp vấn đề ở chỗ nào. Đầu tiên, khi mà giai đoạn mưa nhiều và nắng trở lại thì cái trước tiên ở trên môi trường nó sẽ gặp vấn đề về pH. Cái thằng pH là sẽ gặp vấn đề đầu tiên, và cái pH là cái vấn đề sống còn, và Duy đã nói rất nhiều về cái vấn đề pH. Là cái pH sau mà khi mà mưa nhiều thì bắt đầu nắng lại thì pH nó sẽ tăng lên. Đột nhiên lúc trước ví dụ như sau những giai đoạn mưa nhiều pH nó xuống 8 chấm hay là xuống 7.8 hay 7.5 đi, nhưng mà nắng một vài ngày thì bắt đầu là nước mình nó sẽ bốc hơi lên, nó sắt xuống, và pH cái nồng độ H trừ trong nước thì bắt đầu là tăng cao lên, thì tôm mình sẽ gặp vấn đề là pH đột nhiên là tăng. Và khi mà cái chính vì cái vấn đề pH tăng thì nếu mà bầy tôm nó khỏe mạnh thì không vấn đề, nhưng mà khi mà vấn đề mà bầy tôm mà nó bị cái hệ miễn dịch nó giảm yếu thì bắt đầu là tôm gặp nhiều vấn đề. Đầu tiên là vấn đề pH tăng, và chính vì cái pH tăng rồi xong là tới cái vấn đề là NH3 tăng. Không phải NH3 tăng mà nhưng mà cái độ độc của NH3 lại tăng. Tại vì cái khí độc mà NH3 đó nó sẽ liên quan tới cái pH. Là có nghĩa là khi mà cái nồng độ pH càng cao thì bắt đầu là NH3 nó sẽ càng độc. Và trên ao đất thì chúng ta thường là chúng ta sẽ gặp vấn đề này rất là nhiều, hay là trên ao bạc mà chúng ta gặp mà cái vấn đề mà khí độc lên thì chúng ta sẽ gặp vấn đề là NH3 tăng. Thì hai cái vấn đề này là cái vấn đề mà cốt lõi nhất, và cái vấn đề mà nó sẽ xảy ra nhiều nhất trên cái vấn đề khi mà mưa một thời gian bắt đầu nắng lại hay là nắng gắt luôn. Thì chúng ta thấy là sau khi mà những bầy tôm mà những năm gùi hay là những bầy tôm thay giai đoạn trước tại sao mà khi mình tôm mà sau giai đoạn mưa dầm thì nó không, ví dụ như chúng ta vượt được qua giai đoạn mưa dầm đi, nhưng mà nắng lại nó gặp vấn đề, thì nó sẽ gặp vấn đề một số chỗ ở chỗ đó. Đầu tiên là pH và NH3, và cái độ độc NH3 nó sẽ tỷ lệ với pH. Khi mà pH lên, ví dụ như khi mà 7.8 thì NH3 ví dụ như tầm khoảng 1 ml thì nó không vấn đề, nhưng mà lên 8.3, pH lên 8.3 thì bắt đầu là cái nồng độ độc của NH3 lại tăng lên, thì tôm mình bắt đầu là khi mà sau khi như thế bắt đầu nó búng nhảy gì đó, búng sốc gì đó. Đặc biệt là có những bầy tôm là thường nó búng sốc vào giấc chiều tầm khoảng 3-4 giờ chiều là tôm mình thường là nếu mà bị độc NH3 và bị vấn đề về pH thì nó nằm chỗ đó. Và nếu mà khi mà chúng ta biết được khi sau những đám mưa dầm vào một tuần gùi hay là những giai đoạn gùi mà bây giờ chúng ta biết được và chúng ta ngăn chặn kỹ được thì bắt đầu là chúng ta sẽ giải quyết trước vấn đề. Duy sẽ chỉ một số cách để mà chúng ta giải quyết hai cái chỗ này. Nếu mà pH mà nó sau những đám mưa nó bị tuột giảm xuống và nắng lại rồi nó tăng lên, thì nếu mà pH nếu bình thường nó không vấn đề, nhưng mà đột nhiên mưa nắng thất thường như này thì nó dao động. Con tôm thì bắt đầu là nó thích nghi chưa kịp, có nghĩa là trong thời gian ngắn quá nó thích nghi chưa kịp, còn nó thích nghi kịp thì vấn đề không vấn đề. Ví dụ như ngày hôm nay những bầy tôm mình là pH lên cao tầm cả 85, mà nếu nó thích nghi kịp nó không vấn đề. Nhưng mà ví dụ như pH đang là 73, 78 nhưng mà đột nhiên ngày hôm nay lên 83, 85 thì nó thích nghi chưa kịp thì nó phải xảy ra vấn đề. Thì chỗ này nè, ví dụ như khi mà để giải quyết chỗ này thì khi mà những ngày mà mưa vừa xong và tới qua ngày sau nắng gắt lên thì bắt đầu chiều mà tầm cỡ 1-2 giờ chiều mà nắng gắt hay là tầm khoảng 11-12 giờ trưa chúng ta tạt vitamin C. Cái thùng C chúng ta bổ sung thêm vitamin C. Thì trong vitamin C chủ yếu là C thì chỉ một phần ít thôi, nhưng mà đa số axit citric. Axit citric là nó sẽ giảm được pH. Và chiều ví dụ như tầm khoảng 1-2 giờ chiều gì đó chúng ta thấy nắng gắt thì chúng ta cứ bổ sung thêm vài kg C trên ngàn khối, tầm khoảng 3 kg hoặc 5 kg gì đó, hay là 1-2 kg thôi, tùy theo cái mật độ tôm mình đó. Thì nó sẽ giảm được cái nồng độ pH. là khi mà nắng đó nó tăng lên. Và thứ hai á, cái vitamin C á, nó sẽ chống chết, có nghĩa là mặc dù pH nó sẽ dao động như thế nhưng mà con tôm mình nó không bị chết, hay là nó không có bị, nó sẽ đối phó với cái việc mà độ độc cái NH3 nó sẽ tăng cao, nó sẽ đối phó được, là thứ nhất. Và thứ hai, mà để đối phó với cái NH3 mà tăng cao lên á thì chúng ta tầm khoảng 11, 12 giờ trưa, khi mà qua ngày hôm sau mà nắng gắt lên á thì chúng ta bổ sung thêm một ít Yuca hoặc Yuca C luôn. Yuca chúng ta trộn dung với vitamin C vẫn được, hay là Yuca gel gì đó. Thì khi mà cái thằng Yuca đó, gốc mà Saponin đó, nó sẽ hấp thụ được, nó sẽ ức chế hoặc nó áp được một phần NH3, thì nó sẽ giảm được độ độc của NH3. Thì giải quyết hai cái vấn đề cốt lõi khi mà trời mưa nhiều, bắt đầu thời gian nắng lên, thì nằm ở chỗ là pH và NH3 là hai thằng liên quan rất là quan trọng nha quý vị. Và đó là lý do tại sao mà thông thường lúc trước á, thường chúng ta thấy là bầy tôm mình vượt qua mưa xong rồi, chúng ta thấy mưa nhiều chúng ta vượt qua xong rồi, nhưng mà tới nắng lại nó bị vấn đề, nó bị rớt ngay trời nắng, nó không phải rớt ngay trời mưa. Là nằm ở chỗ là hai thằng này là hai thằng cốt lõi nè, NH3 và pH, là chúng ta phải quản lý nó kỹ. Và là thường là chúng ta qua mưa và xong nắng lại là chúng ta gặp hai thằng này nè, và chúng ta kiểm soát nó được á, thì giống như Duy có một số cách mà Duy đã vượt qua và Duy thấy được ở trên farm khách, không farm nhà đó, Duy chỉ cho tất cả quý vị. Nếu mà chúng ta biết đấu trước cái vấn đề này là, ví dụ như 1-2 giờ chiều, 12 giờ trưa đây thấy nắng gắt quá, bắt đầu chúng ta tạt một là C, hai là Yuca xuống, thì nó sẽ chặn cử trước, chặn cử trước thì nó sẽ đỡ gặp được vấn đề. Đó là nó là cái chỗ này. Thì đó là hai vấn đề đầu tiên. Và tới cái vấn đề là gì đây? Tới cái vấn đề khi mà nắng lên cao thì bắt đầu là nó bị tảo lên dày lên. Có nghĩa là lúc trước á, mưa bắt đầu là nó sẽ rớt tảo, giảm tảo rồi, tảo mật độ thưa thôi. Nhưng mà nắng lên bắt đầu là phù hợp, điều kiện tốt lại, tảo nó quang hợp tốt, rồi pH lại ổn định lại thì bắt đầu là tảo nó sẽ lên dày. Thì tảo lên dày thì bắt đầu là ban đêm á, là hàm lượng oxy nó sẽ thấp hơn. Lúc mà tảo thưa thì đột nhiên con tôm mình sẽ không quen, có nghĩa là lúc trước á, tảo thưa nó đã quen rồi, một vài ngày mưa đó nó sẽ quen, nhưng mà đột nhiên tảo nắng lại nó lên dày quá. Thì cái vấn đề này không phải là vấn đề lớn, nhưng mà nó cũng là một trong những vấn đề mà khi mà nắng lại tảo lên dày quá thì bắt đầu là thì con tôm mình nó sẽ phát sinh vấn đề là nó bị stress hơn, có nghĩa là ban đêm nó sẽ giảm nồng độ oxy xuống. Tảo dày thì đột nhiên nồng độ oxy nó sẽ giảm xuống. Thì cái vấn đề này á, thì chỗ mà tảo này á, thì Duy có một cái cách giải quyết như này, đó là khi mà chúng ta xài vi sinh á, ví dụ chúng ta xài vi sinh trên ao đất, ao bạc gì đó, thì khi nắng lại thì chúng ta tạt vào ban đêm. Tạt vào ban đêm thì nó sẽ vừa làm nước nè, hay là làm đáy. Thì ví dụ thay vì chúng ta tạt vi sinh ban ngày, ban đêm cũng vậy, nhưng mà chúng ta tạt vào ban đêm á thì nó sẽ giảm được tảo, nó sẽ áp tảo xuống, nó sẽ giảm tảo xuống. Thì những ngày nắng lại chúng ta sẽ tạt vào ban đêm, nó sẽ giảm tảo xuống. Đó là những cái vấn đề mà cốt mốc. Thì cái vấn đề là liên quan về tảo là vấn đề thứ ba. Và cái vấn đề thứ tư Duy muốn nói khi mà trời nắng trở lại á, đó là cái nhiệt độ nước mình á là nó bị phân tầng, có nghĩa là những cái giai đoạn mà ví dụ như những cái giai đoạn mưa dầm thì nhiệt độ ở dưới đáy á, thì nó ấm, còn mà ở trên á, thì nó lạnh. Nhưng mà nắng trở lại á, thì bắt đầu là nhiệt độ ở trên á, thì nó ấm, còn ở dưới thì nó lạnh. Có phải là nhiệt độ nước bắt đầu là lúc này là nó bị đảo ngược lại đúng không ta quý vị? Lúc trước á, thì bắt đầu là thằng dưới lạnh nè, thằng dưới ấm nè, nhưng mà thằng trên lạnh nè. Thì nhưng mà nắng lại thì bắt đầu nó đảo dần lại. Thì cái câu chuyện này là bắt đầu là con tôm mà nó chưa thích nghi quen, nó chưa thích nghi quen ở cái chỗ mà nhiệt độ phân tầng này. Thì thường á, giai đoạn mà khi mà bắt đầu mưa dập xong rồi đó, bắt đầu là nắng lại á, thì cái chỗ này cũng là một trong những nguyên nhân mà tôm mà nó phát sinh vấn đề rất là nhiều về cái quản lý môi trường. Nếu chúng ta quản lý cái chỗ này tốt á, thì bắt đầu là nó sẽ ok. Về trên ao bạc thì nó không có vấn đề này nhiều, tại vì trên ao bạc oxy đáy mình nó quá nhiều, rồi quạt đảo rồi quá nhiều nhưng không vấn đề. Nhưng mà trên ao đất ví dụ như chúng ta nuôi mật độ 50 con mét vuông, 70 con mét vuông hay là 100 con gì đó, chúng ta quạt chỉ 1-2 dàn quạt thôi, một cái ao tới 2-3 ngàn khối hay là 1-2 ngàn khối á, thì nó gặp cái vấn đề này nhiều. Thì để gặp cái vấn đề này nhiều á, thì con tôm mình á, nếu mà khi mà bà con những ngày nắng này nè, nắng lại á, thì bà con nên chạy quạt nhiều hơn đại đi, chạy quạt tăng công suất lên. Ví dụ như lúc trước á, thay vì mình nuôi mật độ ở trên ao đất á, mình tắt quạt hơi nhiều, nhưng mà giai đoạn này chúng ta tăng công suất lên. Hay là có thể nếu mà tôm mình lớn đủ điều kiện chúng ta gấp quạt thêm. Lúc trước chạy 2 dàn, giờ gấp 4 dàn lại đi. Nếu mà tôm mình về 100 lớn hay là về 200 lớn, như thấy đủ điều kiện, thấy ngon ăn hay là thấy có lời đó, gấp quạt thêm, chơi lại đi. thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là nhiệt độ phân tầng, là con tôm mình nó đỡ bị chống stress, là nó nằm ở chỗ đó. Còn mà cái vấn đề chỗ này thì nó không lớn lắm, chỉ có vấn đề số 1 với số 2 nãy Duy phân tích là nó sẽ lớn ở chỗ mà pH với là H3 thôi. Còn mấy cái chỗ này thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta nó chỉ là vấn đề nhỏ. Mà tôm mình yếu thì nó gặp vấn đề nha, còn mà tôm mình mạnh thì lướt qua. Rồi, ok, thì đó là những cái vấn đề về môi trường mà khi mà sau một giai đoạn mưa dầm hay là mưa lớn, bão táp, phong ba gì đó thì bắt đầu là nắng trở lại thì nó gặp vấn đề đó. Thì Duy muốn kể cho quý vị nghe những vấn đề này và chúng ta biết được cái chặn cử nó để mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề và chặn cử vấn đề xảy ra. Thì nói ở đây ngày hôm nay thì cái video ngày hôm nay thì Duy sẽ nói về môi trường nhiều. Còn cái môi trường là cái chúng ta đoán trước được trước khi con tôm nó bệnh. Còn mà nói về chọn cho ăn hay là chọn như thế này kia thì chúng ta cũng tăng cường mấy cái vitamin hay là mấy cái tăng sức đề kháng cho con tôm thôi. Vitamin giải độc gan hay là về C thì chúng ta không nên chọn nhé. Vitamin C là chọn là nó rất là dễ hư ruột và rất là dễ chống ruột. Và nếu mà chúng ta lạm dụng, chúng ta chọn nhiều một thời gian là tôm bị hư ruột luôn. Bởi vì chúng ta chỉ cần chọn là vitamin nè, vitamin A, D, E, giải độc gan hay là mấy cái thuốc gan ruột sao mà những ngày nắng này chúng ta tăng cường lên. Và về cái môi trường thì Duy cũng có mấy cách để mà quản lý như thế. Thì hy vọng rằng là những cái cách này mà để chúng ta bảo vệ bè tôm mình nó tốt hơn và để làm sao mà bè tôm mình nó thành công mà đưa về xe bự. Và giá cả này chúng ta phải cầm chừng và chúng ta phải gán giữ bè tôm mình để đưa về xe bự, chứ giá ngày hôm nay nó cũng đang khó khăn ở miền Nam mình. Nói chung tất cả vì tại dịch bệnh mà cũng không ai đối trước được điều gì. Thì bây giờ là Duy cũng cùng đồng hành tất cả quý vị là làm sao giữ được bè tôm mình và đưa bè tôm mình về thành công. Thì những cái gì mà Duy biết và những cái gì mà thực tế nó hiệu quả rồi bà con chỉ lại Duy thì Duy cũng muốn chỉ lại tất cả quý vị các bạn. Hy vọng rằng đây là một cái kiến thức hữu ích. Quý vị cũng nếu mà thấy nào hữu ích không quên chia sẻ cho bạn bè anh em mình, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Hay là quý vị có những gì hay hơn thì cứ comment hay nhắn tin lại Duy. Duy sẽ luôn học hỏi tất cả quý vị các bạn và để mà chúng ta cùng phát triển ngành tôm ở Việt Nam. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã luôn quan tâm đến kênh Thủy Sản Yến Duy, là một trong những đơn vị phân phối về giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản, thức ăn thủy sản lắp đặt ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Xin chúc cho quý vị các bạn một vụ mùa thật sự thành công và gặt hái được nhiều sức khỏe. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy Sản Yến Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy Sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.